Trên đường đời chúng con luôn
thành tâm khắc ghi. Lời Phật dạy là ánh sáng dẫn con đi, không hận thù ghét gai, không còn tham sân si, giữ lòng mình từ bi xa sẽ an vui. Tập yêu thương, tập cho đi, rồi sẽ thấy tâm ta thanh bình như lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Từ hôm nay và mai sau, người là ánh sáng soi cuộc đời, dẫn con đi đến nơi tâm được an lạc. Nam mô Phật. Hãy mở lòng chúng ta, giúp mảnh đời khó khăn san sẻ niềm vui cho những người sống quanh ta, không hận thù ghét gai, không còn tham sân si, giữ lòng mình từ bi xa sẽ cho đi, rồi sẽ thấy tâm ta thanh bình như lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Từ hôm nay và mai sau, người là ánh sáng soi cuộc đời, dẫn con đi đến nơi tâm yêu.